cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh.
Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp và kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật vừa qua là đoạn nói về sự ứng dụng của Bồ Tát khi thực hành 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo là phần chân lý thứ tư của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là bài pháp nói về chân lý nhiệm màu của hai cảnh giới thế gian và xuất thế gian. Không phải bất cứ ai cũng có thể nói điều này. Trước Phật chưa từng có một người nào giác ngộ để thấy được bốn chân lý, bốn sự thật này. Hai chân lý đầu tiên về thế gian, thì thế gian vẫn khổ, nhưng để biết nguyên nhân chính của cái sự khổ đau là gì, thì chưa từng có người giác ngộ được. Dù đương thời đã có những vị tu hành, những cái pháp tu của tứ thiền bát định để có thể kéo dài tuổi thọ, người ta chỉ nghĩ rằng chết yểu, sống cái tuổi thọ ngắn là khổ đau, và rất hạnh phúc được ra khỏi khổ đau nếu được tuổi thọ lâu dài. Và đó là mục tiêu để tu tứ thiền bát định, mà luôn cả một loại đơn giản nữa là sinh về cõi trời sắc giới, chính là tu thập thiện, cũng kéo dài được tuổi thọ hơn là cõi người. Nhưng nếu là bậc trí tuệ sẽ thấy rằng đó chưa phải là cảnh giới tột cùng giải thoát. Và trên thế gian, những người ý thức đó không phải là cảnh giới giác ngộ hoàn toàn, không có mấy người. Người đầu tiên chứng được tứ thiền bát định và thấy đó không phải là cảnh giới giải thoát hoàn toàn chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Và đồng hành với Thái tử chính là tiên nhân A Tư Đà đã thấy được điều này. Cho nên khi được xem tướng của Thái tử mới ra đời tại Vương Thành Ca Tỳ La Vệ, ông đã cười và đã khóc khi xem tướng của vị Thái tử nhỏ. Ông cười vì mừng được sự ra đời của Thái tử. Nếu những bậc chiêm tinh gia thường đoán có hai kết quả dành cho vị vương tử này, chính là nếu ở thế gian, Thái tử Tất Đạt Đa sẽ là chuyển luân thánh vương, vua của các vị vua. Đó, là vua đã là một điều phước đức hơn người, nhưng vua của các vị vua. Và vua của các vị vua, như một đoạn chúng ta đã học,
có những cái phước, cái tài, coi như có thể nhìn thấy kho báu trên thế gian này để sở hữu. Cái tay bỏ xuống nước là vàng, ngọc, châu báu, bảy báu dính đầy ở tay. Và có thể đi trên xe báu, đi ngang dặm, và có thể trở về trong tích tắc. Rồi cung phi, mỹ nữ, vân vân. Có những cái phước đức của một vị chuyển luân thánh vương. Và bảy vị chiêm tinh gia lỗi lạc đương thời còn đoán ra con đường thứ hai là đây sẽ là một vị Phật tương lai nếu đi xuất gia. Nếu cái thấy nó có chừng hạn. Thưa đại chúng, mình đừng nghe chuyện đó như nghe chuyện ai, mà chính là nghe chính mình. Con mắt mình cũng vậy. Có mắt tuệ của mình, mỗi người có một cái mức nhìn khác nhau. Mà chúng ta chỉ mở được con mắt tuệ nếu chúng ta có tu, chứ không phải chúng ta muốn. Không phải mình muốn. Càng muốn thì con mắt đó là càng là mắt phàm phu, không còn muốn. Cho nên con mắt mình sẽ vô ngại, và con mắt mình sẽ thênh thang, để không những chỉ có nhục nhãn này mà mình sẽ có năm cấp độ của trí tuệ, là cao nhất là Phật nhãn. Phật nhãn. Tiên nhân A Tư Đà đã khóc vì mình sắp, chữ lâm chung có nghĩa là sắp sanh về cõi trời mà đương thời mọi người mơ ước. Có lẽ ông cũng mơ ước, cho nên ông mới tu theo pháp môn này. Nhưng đến khi có kết quả tột cùng, thì chính ông biết cũng chưa phải là điều rốt ráo, an lạc hạnh phúc nhất. Và riêng Thái tử Tất Đạt Đa, tuy cái sự chứng được cái thiền cao nhất của vô sắc giới, sau tiên nhân A Tư Đà, vì cái tuổi của Thái tử trẻ hơn, bắt đầu tu trễ hơn, nhưng thời gian chứng đắc nhanh hơn nhiều. Thì chúng tôi muốn quay lại để ôn lại chuyện đó, để nói rằng thấy được nguyên nhân của luân hồi sanh tử chưa từng có, và tìm ra nguyên nhân để giải thoát sanh tử cũng chưa từng có. Chưa từng có ai. Hôm nay nếu chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta được chỉ dạy, nhưng mình có thật sự giác ngộ hay không? Chưa biết. Chứ không phải nghe là giác ngộ đâu. Chúng ta phải hiểu hai điều đó. Mình chưa từng nghe chữ hột soạn, kim cương, mình chưa từng nghe. Rồi nghe rồi, nhưng mà tiếng Anh mình chưa từng nghe, đại mình chưa từng nghe. Nhưng nghe rồi mà biết về hột xoàn và có được hột xoàn lại là chuyện khác. Và với hột xoàn nó có rất nhiều đẳng cấp. Hôm nay trên thế giới sẽ có những người có những cái viên hột xoàn quý nhất, to nhất, giá trị nhất khác nữa. Nó muốn, chúng tôi muốn tượng trưng cho chuyện tu của mình, để quý vị đừng lơ là, đừng buông lung mà mất đi cái kết quả. Không những mình mơ ước mà mình đã phát nguyện phải thành tựu. Chính mình không thực hành được những cái nhân tốt. Hôm nay chúng tôi muốn ôn một chút như vậy để chúng ta bắt đầu trở lại cái bài Tứ Diệu Đế mà các vị Bồ Tát đã thực hành. Vậy chúng tôi hỏi tắt rằng mình có thực hành không? Đó là một vấn đề. Ngồi nghe nghe vậy đó, nhưng mà giống như là đang nghe nhạc. Có người coi như đang nghe vọng cổ vậy thôi à. Chứ không hiểu rằng nghe điều đó là mình phải thực hành.
chỗ nào là mình đã hiểu, vậy mình làm chưa? Đó. Và làm vào lúc nào? Mỗi lúc hoàn cảnh nó xảy ra mà không khéo là mình không có ứng dụng được. Đó, phải hiểu tất cả những cái này là toa thuốc, là y học, bác sĩ đang nói và mình không được quyền nói rằng nhiều quá cũng quên được một chút vậy. Nhưng mà quên được một chút có nghĩa là còn làm phàm phu. Còn làm phàm phu chứ không giác ngộ. Nếu y khoa giúp cho mình thân thể được khỏe mạnh thì Phật Pháp sẽ giúp cho Pháp thân thanh tịnh, vô tướng, bất sanh bất diệt của mình hiển lộ. Và khi hiển lộ rồi có khi nào nó mất không? Nếu người giác ngộ không bao giờ bị che khuất. Ai cũng có nhưng mà sẽ bị che khuất. Chúng tôi đang cùng đại chúng ôn cái phần tứ đế với hai chân lý đầu tiên là của thế gian, gồm có khổ đế. Nếu giờ này lúc nào chúng ta khổ thì mình đang ở chân lý nào? Chân lý thế gian. Rồi mình quay qua mình trách ai? Ráng ngồi trong kinh có nói có kẻ thù nào làm mình rơi vào trong cảnh giới luân hồi sanh tử không? Không đâu, chính mình đó. Đừng có tìm ai khác bên ngoài. Càng tìm có nghĩa là càng vô minh. Nhân quả thế gian. Rồi nhân quả để xuất thế gian giải thoát. Giải thoát cái gì? Chúng ta phải hiểu những điều căn bản. Rồi từ đó chúng ta mới hành trì liên tục. Giải thoát cái gì? Có mấy loại? Căn bản có hai loại. Chúng tôi giơ ngón tay mà để làm sao cho quý vị cũng thấy nha. Chứ tôi phê bình quý vị giơ ngón tay tôi không thấy. Giờ trên nền màu nâu cho dễ thấy. Một là giải thoát khổ đau trong hiện tại. Mà cái quan trọng nhất là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, giải thoát vĩnh viễn. Mình hiểu điều này không? Mình biết cách thực hành trên lý thuyết mình học không? Mình tin chưa? Và mình làm chưa? Nó qua nhiều cấp độ lắm. Đó, thưa đại chúng, phước duyên để được nghe Pháp, để được hướng dẫn là để cho chúng ta nghe, hiểu. Mà nghe mà hiểu tới đó hài lòng thì chưa đạt yêu cầu mà phải thực hành. Đó, vậy thì hai chân lý sau chính là diệt đế và đạo đế. Học nhuần nhuyễn đến độ thuộc lòng. Quý vị nhớ ngày xưa khi mà chúng ta chuẩn bị những kỳ thi vượt cấp, thí dụ thi trung học đệ nhất cấp, thi tú tài 1, thi tú tài 2, thuộc lòng, thì với Phật Pháp cũng vậy. Chúng ta thuộc lòng và thuộc thực hành, chứ không phải chỉ để trả bài. Đó, thì hôm nay khi nói về tứ niệm xứ, rồi cái tứ chánh cần, nghe tứ niệm xứ không mình chưa biết ở đâu. Dĩ nhiên mình biết rồi nha, nhưng mà mình còn một nghi vấn, không biết có phải nói trọn vẹn 37 phẩm trợ đạo không. Vì nghe tứ niệm xứ là biết rồi, nó nằm ở đâu rồi, nó nằm ở phần thứ mấy của bài pháp? Nằm ở phần thứ tư, đạo đế. Nhưng trọn vẹn không? Tứ niệm xứ mà lên tới tứ chánh cần là mình bắt đầu có sự coi như là tiên đoán trước. Nhưng mà qua tới cái điều thứ ba nữa, tứ chánh cần tới tứ như ý túc là mình ok, đang nguyên chủ đề rồi. Đó. Và chúng tôi muốn quay lại chỗ này để nhắc đại chúng, hỏi đại chúng, Bồ Tát có tu những pháp này không? Bài pháp tứ đế dành cho thừa nào? Tức là thinh văn thừa.
Mà Bồ Tát thì có khác với Thanh Văn Thừa không? Khác, nhưng không khác. Khác ở bản nguyện, khác ở những cái môn mà gọi là chuyên môn đẳng cấp cao hơn. Tại sao chúng ta dám nói là cao? Vì Thanh Văn Thừa mới có tu giải thoát cho chính mình, giải thoát sanh tử chính mình. Đức Phật vừa giải thoát chính mình, vừa giáo hóa chúng sanh để được giác ngộ như mình. Mà Bồ Tát cùng một khuynh hướng đó, cho nên Bồ Tát sẽ cao hơn Thanh Văn Thừa. Vậy một câu hỏi chúng tôi muốn hôm nay ôn để qua phần mới. Vậy tại sao Bồ Tát vẫn tu các pháp của Thanh Văn Thừa? Vì Bồ Tát vẫn phải giải thoát cho chính mình, chứ đâu phải nói à, con sẽ làm cái việc cao hơn là độ chúng sanh, cho nên con cũng không kịp tu cho mình nữa. Mà nếu mình độ chúng sanh mà bản thân mình phiền não, vô minh, thì mình độ ai? Ta thấy trời ơi, sao cô còn tèm lem quá mà cô nói con đâu có tin nổi đâu, không biết cô nói trúng không. Thấy mặt cô phiền não, có bữa không khóc thúc thích thì cô cũng đang đổi giọng nhăn nhó à, thì sao à, thì tổng ta Bồ Tát vẫn tu những pháp thanh văn này, nhưng không phải trụ ở cái kết quả của thanh văn. Hàng thanh văn khi tu chứng tứ niệm xứ, nhất là chứng được cái nào chân lý số mấy của tứ niệm xứ, xin giơ ngón tay lên. Chúng tôi hỏi tại vì đôi khi quý vị cũng là thiên tài ha, hoặc là thiên tai gì đó tôi không biết ha. Thiên tài là giỏi, còn thiên tai là trật lất ha. Thì cũng phải giơ lên để cho, giơ tay lên để xác định đẳng cấp của mình. À, nói trật lất thì là thiên tai, còn nói trúng thì thiên tài. À, sao? À, hàng thanh văn sẽ chứng quả cuối cùng là đế thứ mấy? Cái chân lý số mấy? Chân lý số mấy? Hiện giờ có một người giơ ba ngón tay, một người giơ hai ngón tay, một người đưa luôn bốn ngón tay cho chắc ăn. À, thì thưa đại chúng, chứng ở cảnh giới nào? Những câu hỏi thông minh này quan trọng lắm. À, chúng tôi sẽ không giải đáp để quý vị suy tư thêm. Có khi là gặp nhau một năm sau trong mùa an cư để mà mình giải đáp hết tất cả. À, còn giờ cái gì cũng giải đáp dùm, nhiều khi quý vị không có lắng tâm để thấy được rõ. Trong bốn cái chân lý đó, có cái là pháp tu và có cái là quả chứng. Giơ tay mà không có hiểu cái gì hết ráo trơn hết á. Có nhân tu và có quả chứng. Rồi không có trả lời. Ở đây ha, ôn lại là Bồ Tát tu đạo đế, tức là 37 phẩm trợ đạo, tức là chân lý thứ tư trong tứ diệu đế, sẽ có sự khác biệt đối với Thanh Văn Thừa, các vị tứ quả A-la-hán. Ở chỗ nào? Thứ nhất, tuy Bồ Tát vẫn thực hành tứ niệm xứ. À, tứ niệm xứ có nghĩa là thực hành về thân, thọ, tâm, pháp, thuộc lòng luôn. Tại vì cái đó thuộc về chuyên môn. Tu thân biết nó là bất tịnh, tu thọ biết nó là khổ. Mà mình mặt mày nhăn nhăn, vừa có nghe là mặt nhăn rồi là thọ chưa? À, còn chưa thọ nữa. Bởi tôi nói bởi tu lâu là vậy đó, mới có nhăn là thọ rồi mới nhăn. Thọ rồi, nó nhanh lắm. À, mình cái gì chứ ba cái chuyện mà luân hồi sanh tử mình nhanh lắm. Nếu không kịp á, nếu không kịp á, cho nên phải phát nguyện cho dữ dội. Mà nhiều khi giúp giùm á, mà có khi là cũng không níu kịp nữa. À, vậy thì
thân thọ nè, rồi tâm là vô thường. Mà mình tin không? Mình cũng tin luôn. Mình khởi niệm thì mình tin luôn. Vậy mình có chứng không? Mình có tu tứ niệm xứ chưa? Mà nhất là pháp vô ngã, không có hành trì. Chúng tôi nhắc lại, ở đây nó giống như một cái võ đường để mình tập. Ở đây không ai là kẻ thù của mình hết á. Nhưng mà quý vị có duyên để học võ chưa? Trời ơi, tôi đời tôi enjoy nhiều thứ lắm. Hồi xưa năm chuẩn bị thi trung học đệ nhất cấp, bắt buộc phải có một môn gọi là nhiễm ý. Có khi là chọn học võ, mà võ nhiều thứ lắm. Taekwondo, rồi nhu đạo, vô vi nam, tức là judo là nhu đạo, rồi luôn cả học kiếm nữa, tùy mình chọn. Lúc đó lại không giới thiệu Thiếu Lâm Tự, mới có mấy cái môn đó thôi. Rồi thế là vô võ đường là sao? Cho một cái thế võ. Và sau khi cho một thế võ rồi thì bắt đầu mình tập. Mình tập một mình. Sau khi theo cái thế võ đó, thí dụ như cái chân phải đưa qua trái, rồi cái người phải nghiêng qua phải, rồi bắt đầu nắm cái đối thủ của mình mới quật qua, thì mình phải làm đúng động tác. Mình đã cái chân mà đưa qua trái, mình đưa qua mặt luôn, cái này cũng đưa bên mặt luôn là mình té trước, tại mình mất thế thăng bằng. Phải làm đúng như vậy. Đầu tiên mình tự làm mình, cái chừng một thời gian ngắn cho tập cái đó, rồi bắt đầu cho hai người tập với nhau, tập cho thuần thục, rồi chừng 3 tháng thì lên đài. Là mình phải gặp đối thủ thật sự. Khi mà đối tập á, thì cái tên kia nó cũng dở giống mình, cho nên nó bằng nhau. Nhưng mà sau 3 tháng tập quen một số thế võ thì bắt đầu mình chính thức đấu với nhau. Tu cũng vậy. Huynh đệ mình ở trong một đạo tràng là một võ đường, mới gặp gọi là tập với nhau thôi. Giả đò nha, mình là đối thủ của tên kia, nói qua nói lại một chút, nhưng mà đâu phải kẻ thù thiệt đâu. Khi nào mà cái bằng gặp phiệt á, mới gọi là thực thụ. Mà lúc nào mình cũng dính mắt với nhau, cũng có thể sanh khởi niệm hết, thì chừng nào mình tu mới dễ thoát. Đụng ai cũng gọi là kẻ thù của bản ngã mình hết. Thù là thù gì? Thù của bản ngã. Thù của sự ve vuốt bản ngã. Nha, nhớ như vậy đó. Vậy bên Bồ Đạt Tát vẫn tu tứ niệm xứ giống như các vị thinh văn tứ quả A-la-hán, mà không hằng lìa, tức là tu mà không có lìa luôn. Còn các vị thanh văn tu quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, mà tu thành công rồi là vĩnh viễn lìa thân, không còn sanh trở lại, vĩnh viễn lìa thọ, giữ tâm bất động, rồi vĩnh viễn lìa cái tâm vô thường, cho nó không được sanh khởi lên, đè kềm sao đó, không có khởi niệm. Và đối với pháp cũng vậy, là vĩnh viễn không có đối cảnh, đối pháp. Nhưng nếu là tinh thần của Bồ Tát, có nghĩa là tiếp nối con đường Phật thừa, các ngài tuy tu bốn pháp quán này, khác với thanh văn, khác với tứ quả A-la-hán, không vĩnh viễn lìa thân thọ tâm pháp, mà nguyện sẽ trở lại, vẫn có thân mới trở lại để giáo hóa chúng sanh. Đó là tinh thần của hạnh Bồ Tát. Mấy cô đề hiểu chỗ này không? Và chúng tôi ôn không phải ôn bài đâu, mà chính là ôn để nhắc chúng ta. Mình vẫn tu nghiêm túc cho mình. Thí dụ đối cảnh vô tâm mình vẫn giữ, vô trụ vô niệm mình vẫn giữ, nhưng khi hành Bồ Tát hạnh thì mình vẫn xông vào
xông vào nhưng vẫn vô trụ, vô niệm, vô tướng, làm một cách chuyển hóa, tùy duyên. Cho nên cái này nó tới hai cấp độ, một cấp độ xa lìa, nhưng mà một cấp độ phải nhập thế mà không dính mắc. Đó, hai cấp độ. Chứ không phải nói như vậy rồi Bồ Tát sẽ dính mắc. Rồi thứ hai, nếu tu tứ chánh cần là siêng năng trừ những điều ác đã sanh khởi thì ngừng lại. Điều ác nào chưa sinh khởi thì không cho nó sanh khởi. Và đối với điều thiện thì sao? Điều thiện nào đã sanh khởi phải cho nó tăng trưởng, cho nó tiếp tục. Điều thiện nào chưa sinh khởi thì mình phải cho nó sinh khởi. Gọi là tứ chánh cần. Và cái sanh khởi này mình đừng tưởng chuyện gì khác, mà nếu là thiền tông chính là việc điều tâm của mình. Nếu mình chưa được vô niệm, mình phải vô niệm. Và đã vô niệm thì đó là điều lành, tiếp tục vô niệm. Nhưng với tinh thần Bồ Tát, đôi khi vẫn khởi niệm để nhắc nhở người sao. Nhưng tinh thần Bồ Tát nhắc mà không dính, nhắc nhở mà dính mắc mà vẫn bản ngã, vẫn thấy các pháp là thật thì chưa đủ đạo lực để thành tựu Bồ Tát hạnh. Hôm nay chúng tôi muốn ôn là nhắc cái tinh thần Bồ Tát vẫn tu một cách nghiêm túc theo tinh thần tứ diệu đế mà vẫn trở lại để mà giáo hóa người sau. Rồi đến cái phần thứ ba là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc là pháp thứ ba. Đối với tứ như ý túc thì chúng ta tuy hành tứ như ý túc mà được tự tại thần thông, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tức là vẫn trở lại giáo hóa và có được thần thông tự tại. Hàng thanh văn tu bốn pháp này được đầy đủ bốn như ý Bồ Tát. Tuy thực hành bốn pháp này không những được như ý túc mà còn được thần thông tự tại để trở lại giáo hóa chúng sanh. Chúng ta dùng lời để giáo hóa thì lời của chúng ta phải tự tại thần thông, nói mà không bị mắc kẹt trong lời. Khi mình có nói là mình phải có nghe, vậy cái nghe của mình cũng phải có thần thông. Chứ mình đừng có tưởng mình giáo hóa rồi chúng sanh nó toàn là bố Phật, dạ có cái giáo phụng hành. Đừng có tưởng cái dở tuồng đó thì khiến cho thành tựu Bồ Tát hạnh dễ quá. Mà có khi mà nó cũng trợn mắt, nó cãi lại, rồi nó súng hai ba người, nó súng lại, nó nói xấu. Đó, rồi có khi rất là đông lôi kéo với nhau bởi một vấn đề, thì mình làm sao vẫn có thần thông tự tại qua sáu căn để tiếp xúc với tất cả các cảnh. Rồi kế đến về ngũ căn ngũ lực thì sao? Ngũ căn đối với các vị Bồ Tát khi tu, ngũ căn có nghĩa là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thành tựu cho mình mà đối với hàng Bồ Tát còn tăng thêm một năng lực là phân biệt được các căn lợi độn của chúng sanh. Bồ Tát sẽ làm được điều đó, có nghĩa là mình tin rồi mà mình coi chúng sanh nó tin cỡ nào để dạy thêm cho chúng sanh. Tấn rồi, mình siêng rồi, siêng năng rồi, nhưng mà mình coi chúng sanh siêng chưa hay mới siêng điều ác mà chưa siêng điều lành, mình nhắc dùng. Đó, mình biết cái căn lợi độn, có nghĩa là ưu điểm và khuyết điểm. Mấy cái chữ này quý vị phải diễn nôm ra để thấy nó rất bình dị. Thấy cái bộ lòng tin chưa sâu, nhắc nhở thêm.
cái tinh tấn chưa có. Nhắc nhở thêm, niệm có nghĩa là không có nhớ gì hết ráo trơn, cái miệng nói vậy đó nhưng mà đụng việc chả nhớ gì, có nghĩa là cái niệm lực yếu quá. Mà cái định thì ê, ôi thôi, nó còn yếu nữa, là vì gặp cảnh liền bị dao động theo cái ngã chấp. Và dĩ nhiên đối với tuệ thì không có thành tựu tốt đẹp. Sống nó nghiêng về vô minh nhiều hơn tuệ. Cho nên mình tu mà khi phát tâm Bồ Tát thì chúng ta sẽ nhìn thấy chúng sanh chỗ nào ưu, chỗ nào khuyết. Cái chữ mà căn lợi hay độn là vậy đó. Cái căn lợi có nghĩa là lanh lợi. Cái căn cơ nó độn có nghĩa là nó chậm chạp lắm. Hay nói một cách khác là nó chưa biết gì, nó chưa hiểu gì, và nó cũng chưa có tu gì cả. Đó gọi là lợi độn là vậy. Lợi là lanh lợi, có phần. Nhưng mà có khi có phần đến mức độ nào đó mình phải nâng lên cho chúng sanh. Đó chính là hạnh của Bồ Tát. Vậy tu ngũ căn Bồ Tát hạnh sẽ biết căn cơ của chúng sanh là lanh lợi thành tựu hay độn, có nghĩa là chậm chạp còn yếu kém, để tìm cách giáo hóa giúp cho phần ngũ căn của họ được phát triển tốt đẹp. Đó là hạnh của Bồ Tát. Còn đối với ngũ lực thì sao? Bồ Tát không dừng ngang ở đó mà mong cầu được thập lực của Phật mới thôi. Ngũ lực là mới phân nửa cái con đường tiến tu thành Phật. Phật có thập lực đó, của Phật, từng bước mình sẽ có. Và đối với thập lực chúng tôi rất là chấn động. Cái trí lực cuối cùng của Phật là vĩnh đoạn tất cả tập khí. Tất cả tập khí, trí lực vĩnh đoạn tất cả tập khí. Phải có trí, và cái trí đó nó phải trở thành một sức mạnh để vĩnh đoạn, có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn tất cả tập khí. Tập khí là gì? Tập khí đơn giản là thói quen. Cho nên hôm nay mình còn nhỏ quá, người ta nói rằng dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ dạy thuở bơ vơ mới về. Dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Thưa đại chúng, cái câu đó chỉ nói chuyện đời để cho gia đình chồng nhớ đi cái cô con dâu đó dữ dội, phải không? Không phải đâu, nói người tu đó. Người tu đó, nhưng mà nói để cho thầy trụ trì với đại chúng là ma cũ ăn hiếp ma mới, phải không? Không đâu, mình hiểu như vậy nó tâm thương lắm. Mà chính mình phát nguyện dạy mình. Mình dạy mình. Dạy con dạy lúc còn thơ là mình nên dạy mình trong lúc mới bước chân sơ cơ vào đạo. Mình rất nghiêm túc, mình kính trọng tất cả mọi người đang có trong đạo tràng trước mình. Và Phật có dạy điều này không? Hay là trụ trì vô u hăng quá, muốn lợi dụng Phật Pháp để đi cho mình tan nát? Thì là chúng Phật dạy đó. Người phát tâm tu hành phải như cô dâu mới về nhà chồng. Người phát tâm tu hành phải nghĩ mình như một em bé sơ sinh. Muốn lớn lên phải nhờ nhiều bàn tay nâng niu, giúp đỡ, ủng hộ mình. Với hai hình ảnh đó, mình là một, mà em bé thì rất dễ thương. Còn mình thì sao? Em bé này cũng nanh vuốt quá. Thì chính là mình đang làm trở ngại cho chính mình. Mình càng hung dữ thì người ta càng xa lánh. Mình càng có những cái thiện tánh phơi bày thì nhiều cái duyên sẽ đến để trợ duyên cho mình.
Mà chính cái tâm đó cũng là một cái tâm lành thiện để tiếp nhận những phước đức trong việc giáo hóa tiến tu. Đó, cho nên chúng tôi muốn quý vị đưa vào cái tư tưởng này trong sổ tay của mình. Dạy con, dạy lúc còn thơ, chính là mình phải dạy mình khi mình mới vào đạo. Mình luôn luôn nhắc nhở rằng mình chưa biết gì, mình cãi cái gì vậy? Mình đem cái hiểu nào để cãi vậy? Mà sân si vậy? Dạy rất nghiêm. Dạy vợ, dạy lúc ban sơ mới về, cũng với tinh thần đó. Mới vào chúng, như một cô dâu mới vào, trong kinh kể, như mới cô dâu mới về nhà chồng, muốn lấy tình cảm từng người bên gia đình chồng. Thì mình vào chúng, mình có kính nhường để có được cảm tình không? Đó. Đôi khi mình lại lựa chọn, hay là tùy lúc thôi, tùy lúc mà kia bằng nhiệt độ của mình ha. Có lúc thì mềm dịu lắm, nhưng mà có lúc cũng can cường. Chữ can cường chính là chữ ngang ngược, nó trở ngại lắm trên đường tu cho mình. Vậy Bồ Tát vẫn tu pháp ngũ căn ngũ lực của Thinh Văn Thừa, của các vị tứ quả A-la-hán, nhưng không dừng ngang ở đó mà mong cầu được thập lực của Phật. Đó. Mình được tới mức độ đó rồi, mình cái này tới đây chúng tôi cũng cảm động nha. Đức Phật thương chúng sanh, không những thương những người đã phát tâm tu Phật có kết quả, mà thương những chúng sanh căn cơ chậm chạp, còn yếu đuối. Cho nên Phật cho một cái chương trình rất là dễ thương, giống như vừa học vừa làm vậy đó, vừa làm vừa học vậy đó. Chứ không có nói tu riết cái thành Phật rồi mới đi giáo hóa, không có. Tới đó khá khá rồi, bắt đầu là vừa làm vừa học tiếp. Vừa làm là đem cái hiểu của mình đã tu theo Thinh Văn Thừa, mình tu phải chứng tới đó nha, thì mình mới bắt đầu giáo hóa cho chúng sanh, và đồng thời nuôi dưỡng cái đẳng cấp Bồ Tát của mình. Quý vị thấy là vừa học vừa làm, chứ không phải giống như con nhà giàu ha, cho nó học một lèo rồi mới nói đi làm. Thật ra những người như vậy không có năng lực khi đi làm việc đâu. Cái tinh thần của Phật dạy chúng ta như vậy. Vậy hôm nay chúng ta có làm được một chút gì cho huynh đệ, cho đại chúng, chính là đang thành tựu phần Bồ Tát hạnh của mình. Chứ cũng không có làm cho ai đâu, mình dở quá mà làm cho ai. Đang mới từng bước nuôi dưỡng cái hạt giống tốt đó cho mình. Rồi đối với thất bồ đề phần là 7 phần giác ngộ của hàng thanh văn. Bồ Tát có tu không? Bồ Tát cũng tu. Tu gieo duyên chút chút cho biết rồi thôi phải không? Không, đã tu là phải kết quả trọn vẹn. Nhưng không dừng ở đó, không phải dừng ở thất bồ đề phần của thanh văn, mà hướng đến trí tuệ Phật. Đó, không phải chỉ dừng ở trí tuệ thanh văn, thì đây là hạnh của Bồ Tát. Đó. Rồi cái gì nữa? Qua cái phần cuối chúng ta phải thuộc nha, gồm có mấy loại hết thảy. Nếu tới luôn tới bát chánh đạo hình như là 7 loại nha, đếm: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốt, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. 7 loại. Đó. Vẫn phải tu bát chánh đạo để làm gì?
để diệt trừ tâm bệnh, tập nghiệp của chính mình. Tu gieo duyên chút chút hay là tu thành tựu tốt đẹp? Tu thành tựu tốt đẹp, nhưng nguyện hành vô lượng Phật đạo, chứ không có dừng ở bát chánh đạo hay bát thánh đạo, mà nguyện hành vô lượng, chứ không phải chỉ có tám, vô lượng, và không phải là chánh đạo hay thánh đạo, mà là Phật đạo, thì đó chính là hạnh của Bồ Tát. Đây là phần chúng tôi vừa ôn bài mà vừa có một sự tổng kết để chúng ta nhìn rõ hơn cái con đường tiến tu khi chúng ta là đệ tử của Phật. Là Phật tử, chúng ta cố gắng giữ gìn năm giới thanh tịnh. Và cái câu đọc cuối cùng của tụng năm giới rất là cảm động. Chúng con nguyện sao? Chúng con có đầy đủ, xin trên Tam Bảo, xin đọc. Đọc cảm động lắm, không có dễ đâu. Rồi mấy huynh đệ sẽ trả lời tại sao không dễ. Dạ mô Phật, con nhớ cái câu đó là cuối xin Tam Bảo hộ trì cho chúng con đầy đủ nghị lực để được làm người tốt trong đời này và đời sau. Cái đó mới kết quả, còn cái nhân. Làm lại, cuối mong đạo, cuối mong Tam Bảo. Mấy sư cũng đọc với Phật tử. Giờ này cái gì về chuyên môn là quên hết ha. Cuối mong Tam Bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực gìn giữ thanh tịnh hả, gìn giữ năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau. Nè, đừng bao giờ nghĩ rằng mình nhắc cho ai mình vẫn thiếu muốn chết. Đọc lại ha. Ở đây khoái làm thầy lắm, muốn đi nhắc tùm lum, nhưng mà mình thì chưa xong. Đọc lại. Con là Khánh Tuệ. Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực gìn giữ năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau. Gìn giữ năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này. Tại sao lại có đời sau nữa? Vì đó là nhân để làm người. Nếu chúng ta ngay hiện giờ mà không có năm cái đạo đức căn bản này, mình không xứng đáng làm người. Không xứng đáng mình sẽ tạo những cái tội lỗi mà người ta sẽ thầm than rằng. Có những câu thế gian người ta nói: mặt người mà lòng thú, quá hung dữ, quá hung ác. Đó, khi mà mình sát sanh, mình trộm cướp, rồi mình tà dâm, mình làm đủ thứ chuyện hết, toàn là làm những cái điều tiêu cực. Cho nên mình phải đầy nghị lực mới gìn giữ trong sạch năm giới, gìn giữ một cách đầy đủ và trong sạch. Thưa đại chúng, quay trở lại, vậy thì đối với bát chánh đạo, khi tu không những quý ngài Bồ Tát phải thực hành như thế, mà muốn nhắc cho ai trong buổi học này? Cho tất cả huynh đệ chúng ta. Bài Tứ Đế là một bài pháp đầu tiên Phật giới thiệu khi vừa thành Phật. Cho nên đó là tinh túy của con đường giác ngộ. Và đó cũng là một lời nhắc nhở về con đường vô minh luân hồi sanh tử ở trong hai chân lý đầu tiên. Đó, thì thưa đại chúng nên nhớ. Vậy thì Thiền Tông đã giúp chúng ta cái gì? Đó, xin đây là phần mời đại chúng nhìn về pháp tu của mình. Thiền Tông giúp cho mình cái gì? Giá trị mà chúng ta đang thực hành theo tinh thần thiền của Thiền Phái Trúc Lâm, nó nằm ở đoạn nào của phần
Tứ Diệu Đế. Xin mời phát biểu. Chúng tôi muốn mỗi người phát biểu để nói lên cái hiểu của mình chân chánh hay chưa tới. Mô Phật, kính bạch sư phụ, con khánh nguyện. Theo con hiểu thì về phần Bát Chánh Đạo là bên cái giá trị mà con đã được học là về phần Bát Chánh Đạo phải thông hiểu hơn. Cái lý do con muốn nói là tại vì con nghe câu hỏi của tôi, Thiền Tông pháp tu mà tại Thiền Viện Vô U mình đang thực hành nè, thì giá trị như thế nào so với Bát Chánh Đạo của Thinh Văn Thừa, của các vị Tứ Quả La Hán, của Bồ Tát Đạo? Thì hôm nay Thiền Tông sư ông Hòa Thượng Thích Thanh Từ chỉ dạy mình tu có kết quả mức độ nào, kém hơn, bằng, hay hơn thế nữa. Mời phát biểu. Nên tập trung nói ngay chỗ đó. Mời. Mô Phật, kính bạch thầy, con là Khánh Tuệ. Con được tu theo Thiền Tông của sư ông truyền dạy, và qua sự dẫn giải, hướng dẫn của thầy, thì bản thân con thấy ở phần Đạo Đế chúng con đã được tu tối thượng thừa để mà được chân tâm thanh tịnh. Và cứ như thế, chúng con học tới đâu thì chúng con thực hành tới đó. Mời vị khác bổ sung thêm. Mấy huynh đệ phải trình bày để tăng cái lòng tin của mình. Khi cái nhìn của mình, cái thấy của mình tới nơi, thì nói chung Thiền Tông là không dụng công gì cả. Nếu con mắt tuệ mình khai mở tới nơi, không lầm thì không cần sửa. Sở dĩ chúng ta phải sửa là vì chúng ta lầm. Đó, vậy đó. Dạ, Mô Phật, kính bạch sư phụ, con là Diệu Đào. Thì bên Thiền Tông mình thật ra thì vượt qua khỏi trong cái 37 phẩm trợ đạo luôn. Mình thẳng tiến lên, có nghĩa cái mức, cái cấp độ tu vượt qua khỏi, đi thẳng lên. Nhưng mà trong lúc dụng công thì mình vẫn có những lúc mình phải ứng dụng trong cái 37 phẩm trợ đạo. Vào lúc nào? Dạ, khi xúc sự. Dạ, ngay hiện tiền dùng ngay xúc sự, thưa thầy. Khi nào dùng? Nó giống như tủ thuốc dành để trị bệnh. Nhưng có phải tất cả chúng ta đều phải uống thuốc không? Không. Nó rất giống pháp tu thiền mà tôi không muốn nói ra. Mấy huynh đệ phải tự suy tư, tự quán chiếu, thì cái lòng tin mình mới mạnh và trí tuệ của mình mới thành tựu tốt đẹp. Còn truyền kinh nghiệm nghe rồi quý vị cho là thường, và vì đâu phải của mình đâu, mình nhớ, mình nghe lóm, quên mất rồi. Chuyện tu nó giống như tủ thuốc vậy đó. Thuốc có cái nào mà gọi là không cần thiết không? Cần thiết, giá trị, nhưng không có nghĩa là mình vô mình uống hết cái tủ thuốc. Vậy uống vào lúc nào? Lúc có bệnh. Dạ, Mô Phật, thì mình uống thuốc lúc mình có bệnh, thưa thầy. Bệnh nào, uống thuốc nào? Dạ, bạch thầy, ví dụ như trong lúc đang bệnh sân thì phải uống thuốc từ bi. Cho nên đó là pháp tu. Khi mà chúng ta phải dùng không những pháp của Thinh Văn Thừa mà tu, đôi khi trình độ của chúng ta nó còn nằm ở trong ngũ giới á, thì chúng ta vẫn lấy ngũ giới ra mà tu. Đôi khi chúng ta vẫn kẹt ở chỗ thập thiện đó, chúng ta phải dùng thập thiện mà tu. Nhưng người tu ít nhất nằm ở Thinh Văn Thừa. Mà khi mình quá kém, mình vẫn phải tu những pháp thấp. Đó, mà nên nhớ ngũ giới nha.
là cái pháp căn bản chính là phải quy y. Đôi khi mình cũng chưa thật sự có lòng kính tin Tam Bảo, nhất là Tăng Bảo. Nhiều khi vào chúng ta trở ngại là vì chúng ta khinh lờn đối với Tăng Bảo. Bài pháp chúng tôi nhắc ha, sư tử trọng pháp, chính là nhắc lên tinh thần cung kính Tăng Bảo. Mình ở gần chùa gọi bục bằng anh. Từ xa Phật tử thấy tăng ni có cần hỏi gì đâu, xá chào cung kính. Dám nói những lời bất kính không? Không. Nhưng tu lâu, cái gì hợp với bản ngã mình nói lịch sự lắm. Mà cái gì hơi khác ý mình thì mình có thể quên luôn cái màu áo huynh đệ đang mặc, chỉ thấy bản ngã thôi và nô lệ cho bản ngã thôi. Đó thì chúng tôi nói để quý vị thấy, hãy trân trọng. Lấy lại bài pháp nàng dâu mới về nhà chồng mà chính Phật đã dạy cho giới tu sĩ. Dạy con, dạy thuở còn thơ, mình đối với đạo rất thơ ngay, mới đẻ. Hài nhi, mà hài nhi đó có một bài pháp tuyệt vời, anh nhi hạnh, dễ thương, ngoan, quan hỷ. Chứ anh nhi nào nó có gây lộn không? Nó có phản đối, nó nói không, không hợp với con. Những đứa bé mà nó quậy tưng tưng là mình cũng ớn luôn. À, thì mình à, nhớ đó, dạy vợ dạy lúc bơ vơ mới về, ban sơ mới về. À, quên nói bơ vơ hoài nhỉ. Ban sơ mới về là khi mình còn trong giai đoạn mới về đâu, đây nè, nó hay muốn chết. Mới về nguyện về nhà Như Lai. Nguyện, mới có nguyện về à, chưa có vào được nhà Như Lai á. Cho nên mình phải dạy nó mới đủ điều kiện nó vô nhà. Còn không nó tơi tả, nó lăn lóc, nó lưng hồi sanh tử. Đó. Cho nên tóm lại ha, hôm nay chỉ ôn phần Bồ Tát hạnh thôi. Nha, và chúng tôi nhắc lại để chúng ráng đi trên con đường mà tu Phật đó, vi tế lắm, tuyệt vời lắm. Rồi, à, bây giờ đáng lẽ qua phần mới nữa, nhưng mà cái thời gian không đủ nhiều để cho có thể trình bày sâu sắc một chủ đề mới. Cho nên chúng tôi coi như hôm nay chỉ cùng đại chúng ôn lại bài cũ, và chúng tôi dùng một câu chuyện thiền để gọi là kết thúc buổi học. Trong quyển Nhân Duyên Ngộ Đạo, tập 1 của Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức dịch, trang 584, nói về Thiền sư Nam Tháp Quang Dũng. Ngài sinh năm 850 và tịch năm 938. Thiền sư Nam Tháp Quang Dũng ở Ngưỡng Sơn tại Viên Châu. Nói pháp Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Khi nghe chữ nói pháp có nghĩa là Ngài được giác ngộ dưới sự giáo hóa của Ngài Ngưỡng Sơn. Cho nên nói là nối pháp. Nối pháp là người đó được truyền tâm ấn bởi Ngài Ngưỡng Sơn. Sư Hòa Chương quê ở Phong Thành Dự Chương. Vừa mới sanh ra có hào quang soi sáng khắp sân, khiến bầy ngựa trong chuồng kinh hoảng. Nhân đó, cha mẹ đặt tên cho sư là Quang Dũng. Quang Dũng liên quan cái gì tới câu chuyện vừa kể?
Quang là ánh sáng, là hào quang. Mà khi Ngài vừa ra đời, mới sinh ra đời thôi, thì có hào quang soi sáng khắp sân. Đó, chữ quang là nói về chuyện đó. Và cái hào quang soi sáng khắp sân đã khiến bầy ngựa ở trong chuồng kinh hoảng, la hí lên vang rền. Và nhân đó cha mẹ đặt tên là Quang Dũng. Chữ Dũng là xuất hiện. Chữ Dũng là xuất hiện, là vọt lên. Cái hào quang đã soi sáng, đã xuất hiện khắp sân. Thuở nhỏ, sư rất thông minh, theo thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch xuất gia. Sau đi du phương lên miền Bắc yết kiến Lâm Tế, rồi trở về hầu hạ Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi: ông đến làm gì? Sư thưa: đảnh lễ ra mắt Hòa Thượng. Ngưỡng Sơn hỏi: thấy Hòa Thượng chăng? Sư thưa: thấy. Ngưỡng Sơn hỏi: Hòa Thượng sao giống con lừa? Sư thưa: con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật. Ngưỡng Sơn hỏi: nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì? Sư đáp: nếu có chỗ giống, tức cùng lừa khác chi. Ngưỡng Sơn ngạc nhiên nói: phàm thánh đều quên, tình hết thể bày. Ta lấy đây để nghiệm người, 20 năm qua không người liễu được. Ông nên gìn giữ đó. Ngưỡng Sơn thường chỉ sư bảo mọi người rằng: kẻ này là nhục thân Phật. Về sau, sư trụ Nam Tháp ở Ngưỡng Sơn, Hoằng Dương, Thiền Pháp. Chúng tôi xin nhắc lại cái đoạn gọi là đối đáp giữa thầy trò lúc mà Ngài Quang Dũng đến ý kiến. Trước nhất là du phương lên miền Bắc để ý kiến Lâm Tế, và sau khi ý kiến xong thì Ngài trở về hầu hạ Ngưỡng Sơn, chính là Hòa Thượng Bổn Sư. Thì Ngưỡng Sơn mới hỏi: ông đến làm gì? Ông về đảnh lễ nè, để làm gì? Sư mới thưa: đảnh lễ ra mắt Hòa Thượng. Ở trong nhà thiền, bất cứ lúc nào cũng là lúc có thể thử đạo lực của mình. Bất cứ câu gì, khi nói rằng ông đến đây làm gì mà trả lời con đảnh lễ ra mắt Hòa Thượng, thì liền có một câu để thử đạo lực. Ngưỡng Sơn liền hỏi: thấy Hòa Thượng chăng? Sư thưa: con thấy. Ở đây chúng ta hiểu chữ Hòa Thượng có phải là Hòa Thượng Ngưỡng Sơn không? Nếu chúng ta hiểu thấy Hòa Thượng là thấy Hòa Thượng Bổn Sư, pháp hiệu là Ngưỡng Sơn, lầm to. Mà hằng ngày thì mình có khi còn không thấy thầy kiểu đó nữa đó. Mình chỉ thấy vọng tưởng bản ngã của mình, mà mình không biết vọng tưởng chấp ngã của mình chính là quyến thuộc của ma. Mình chưa từng biết điều đó. Đó là quyến thuộc của ma, không biết. Bây giờ họ có thấy Hòa Thượng chăng? Sư thưa: dạ thấy. Thì Hòa Thượng liền hỏi: Hòa Thượng sao giống con lừa? Thường nghe tới đây có nhiều vị rất là cảm thấy chấn động. Tại vì Hòa Thượng là cao, lừa là súc sanh, súc vật là thấp, mà sao giống được? Nhưng sư thưa: con thấy Hòa Thượng
cũng chẳng giống Phật. Đó. Và khi mình nghĩ Hòa Thượng là một vị được tôn kính, thì Phật là bậc được tôn kính nhất. Cho nên Hòa Thượng giống Phật thì mình dễ hiểu. Nhưng người học trò này cũng nói rằng Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật. Đó. Thì lúc đó Tổ liền hỏi lại, nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì? Đó là trình kiến giải rồi, nhưng mà thầy vẫn gạn lại thêm. Cho nên trong nhà thiền, những khi gạn lại mà mình nổi sân nổi si tiếp tục, mới đầu mình lỡ mình sân, mà thầy đặt một câu hỏi chính là để thức tỉnh mình, mà mình vẫn có tiếp tục lao theo để mà bảo vệ những vọng tưởng kiến chấp của mình, thì coi như bệnh quá nặng, cái sức tỉnh quá yếu. Ở đây khi nói Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật, mà thầy hỏi nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì, có phải thầy kiếm chuyện làm khó mình không? Không đâu, vẫn đang chấm cái mức độ dụng công thành tựu sâu cạn của chính mình. Chứ trong nhà thiền không có rảnh để mà chọc ghẹo ai hết. Đà. Sư đáp, nếu có chỗ giống, tức cùng lừa khác chi. Chỗ này là chỗ vô phân biệt. Vô phân biệt cho nên không có sự so sánh. Lúc đó Ngưỡng Sơn ngạc nhiên nói rằng, phàm thánh đều quên, tình hết thể bày. Đó, câu này chúng tôi tặng quý vị trong buổi học hôm nay để nuôi dưỡng. Phàm thánh đều quên, tình hết thể bày. Câu hỏi dành cho tất cả đại chúng trong buổi học hôm nay. Tôi tạm phân câu này làm hai phần: phàm thánh đều quên, và phần thứ hai, tình hết thể bày. Tạm phân thôi nha, chứ nó không có phân. Thì đại chúng sẽ nuôi dưỡng cái khẩu hiệu nào để tiến tu, nó đang hợp với trình độ của mình. Mời Khánh Như. Thầy, con câu tình hết thể hiện bày. Thể bày. Cho nên nhắc lại đại chúng ha. Thế gian nó có những học vị trình độ của thế gian, nhưng mà học vị trình độ đó nó cần cũng có một cái năng lực tương ưng. Nhưng mà bước vào đạo, những cái trình độ thế gian cũng có lợi trên đường tu, nhưng nếu mình sử dụng không khéo thì nó sẽ là thế trí biện thông ngăn ngại cho mình trên đường vào đạo. Đó, thì ở đây lấy câu phàm thánh đều quên để dụng công cũng được, nhưng mà câu này là hơi khó hơn câu tình hết thể bày. Chúng tôi chỉ nói chừng đó thôi chứ không có dám nói trắng ra hết. Tại vì nếu mà trong nhà thiền mà nói trắng ra hết thì quý vị lại trở thành những con vẹt nghe rồi thuộc và sẽ không bao giờ tu có kết quả tốt. Đó, thì chỉ nhắc từng đó thôi. Tình mà hết, tình là gì? Tình chấp. Tình chấp, chấp ngã, chấp pháp, chấp phải, chấp quấy, vân vân. Tình chấp mà nó hết thì thể nào bày? Cái thể chân thật trùng khắp nó sẽ hiện bày. Đó, và Tổ Ngưỡng Sơn ngạc nhiên khi nghe đệ tử của mình trình kiến giải qua những câu Hòa Thượng. Khi mà Hòa Thượng nói rằng Hòa Thượng sẽ giống con lừa, thì đệ tử liền nói con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật. Lẽ ra phải nói giống Phật chứ, mà giống Phật có nghĩa là còn nặng cái phần thánh,
thánh giải. À, thì tổ liền gạn lại, nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì? Để dò dẫm xem cái mức độ giác ngộ của đệ tử. Thì đệ tử liền đáp rằng nếu có chỗ giống tức là cùng lừa khác chi. Đà, thì tổ ngạc nhiên nói, phàm thánh đều quên tình hết thể bày. Câu này tạm gọi là ấn chứng cho người đệ tử. Ta lấy đây để nghiệm người, nghiệm xét người. 20 năm qua không người liễu đạt được chỗ này, không có người hiểu được và đạt được đến chỗ này. Mà hôm nay người đệ tử này đạt được chỗ này không? Giác ngộ và chứng luôn. Giác ngộ không phải chỉ là cái hiểu, mà chứng đạt luôn đến chỗ này. Cho nên ông nên giữ gìn đó. Đây chính là câu truyền tâm ấn, xác định trình độ, mức độ tiến tu. Ngưỡng Sơn thường chỉ sư và bảo với mọi người rằng kẻ này là nhục thân Phật, có nghĩa là sự trở lại của một hành giả tu với cái hạnh Phật, mà cái hạnh tu này đã được thành tựu tốt đẹp, là nhục thân Phật. Mình thường nghe nhục thân Bồ Tát là mình đã thấy kính trọng vô cùng, mà ở đây là nhục thân Phật. Và về sau sư trụ Nam Tháp ở Ngưỡng Sơn Hoằng Dương thiền pháp. Vậy kết thúc buổi học Kinh Duy Ma Cật hôm nay, chúng tôi xin nhắc đại chúng nhớ câu tình hết thể bày. Nó rất là gần gũi với những thiền sinh tu theo thiền phái Trúc Lâm. Câu này để quý vị suy tư, nó sẽ tương đương với những câu gì trong nhà thiền mà mình đã biết, nhưng không phải để nói ra bây giờ. Hẹn tuần sau gặp lại nha. Phàm thánh đều quên tình hết thể bày. Xin kết thúc buổi học và xin cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não.
cực lạc đâu nào tách thế gian. Khổ đau ấy chính là an lạc, an lạc không lìa sự khổ đau. Giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh, tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an. An nguy cũng đều do tâm cả, đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau. Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát, an lạc là đây ở điểm này. Khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não, cực lạc đâu nào tách thế gian. Khổ đau ấy chính là an lạc, an lạc không lìa sự khổ đau. Giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh, tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an. An nguy cũng đều do tâm cả, đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau. Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát, an lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây ở điểm này.